Ngày 1 tháng 4 năm 2024, hàng loạt các khoảnh khắc bên nhau giữa rapper Denville và nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Lúc ấy dân tình nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa ngày cá tháng 4 vô thường vô phạt. Thế nhưng cư dân mạng đã bắt gặp một hình ảnh mà có thể khẳng định chắc nịch rằng cặp trai tài gái sắc này chính thức là một đôi. Cụ thể, rạng sáng ngày 28 tháng 3, sau khi tham gia một sự kiện, Denville đã bí mật di chuyển thẳng về nhà chung cư của Hoàng Thùy Linh tại Hà Nội. Dù đã che chắn khá kỹ, tuy nhiên các netizen cùng paparazzi đã chụp những khoảnh khắc rõ mồn một của cả hai người. Cho đến sáng hôm sau, Den và Linh đã bị bắt gặp một lần nữa trên phố khi cùng với một số trợ lý xách vali đồ đạc để ra sân bay Nội Bài về lại thành phố Hồ Chí Minh. Chàng rapper ăn mặc áo gió đơn giản, đeo khẩu trang và kính đen, còn Hoàng Thùy Linh cũng diện bộ đồ đen không nổi bật và cũng bảo vệ sự riêng tư bằng khẩu trang, mũ rộng vành. Khoảng 2 giờ chiều ngày 28 tháng 3, một số người bắt gặp Denville và Hoàng Thùy Linh đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên họ giữ khoảng cách, không đi cùng nhau để tránh sự chú ý. Cặp đôi hẹn nhau cùng một chỗ rồi lên cùng xe về nhà riêng của bạn gái tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, nếu soi kỹ vòng hài, Hoàng Thùy Linh để lộ loạt dấu hiệu đang mang thai. Dù mặc trang phục rộng thùng thình, nhưng có thể thấy vóc dáng của Hoàng Thùy Linh đã tròn trịa hơn. Đặc biệt hơn cả khi zoom cận khung hình Hoàng Thùy Linh ở sân bay, vòng hai của nữ ca sĩ này đã lớn rõ. Ngay cả tướng đi của Hoàng Thùy Linh cũng khác lạ, trông có vẻ chậm chạp, khệ nệ, đặc điểm của phụ nữ khi mang thai. Dân mạng lập tức sôi sục trước thông tin siêu hot của cặp nghệ sĩ cực kỳ tài năng này. Nhiều người chúc phúc cho rằng cả hai người họ rất xứng đôi vừa lứa. Nếu như Denville đang là rapper số 1 Việt Nam, cứ ra bài nào là hit bài đó, thì tên tuổi Hoàng Thùy Linh không những được biết đến trong nước mà còn nổi như cồn trên toàn thế giới. Đặc biệt hit Si Tình được ra đời cùng bản remix của nó đã lan rộng, tạo ra cơn sốt cover mà ngay cả các ngôi sao hàng đầu châu Á cũng phải nhún nhảy theo. Hàng triệu người từ châu Âu đến châu Mỹ, châu Á sang châu Phi đều mê mẩn giai điệu bắt tai của bài hát. Thế nhưng tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Denville và Hoàng Thùy Linh không phải bây giờ mới có, nó rộ lên từ tận 2 năm trước. Vào tháng 1 năm 2022, hai nghệ sĩ hợp tác để ra mắt MV Gieo Quẻ. Đây là sản phẩm mà Hoàng Thùy Linh muốn lan tỏa nhiều thông điệp tích cực, tạo sức mạnh tinh thần sau đại dịch Covid-19. Denville hóa thân thành anh Minh Dâu, chàng bán rong không đồng, ai xin thì cho, một hình ảnh đẹp viral khắp mạng xã hội trong thời điểm dịch bùng phát. Màn phối hợp của cả hai tạo nên cơn sốt trong làng nhạc Việt. Trong sự kiện trình diễn live trước công chúng, Den và Hoàng Thùy Linh đã có màn trình diễn khá đặc sắc. Khi giao lưu, nam rapper đã gọi bạn diễn với cái tên thân mật là Linh, rồi xưng là anh em khá ngọt, mặc dù anh nhỏ hơn cô một tuổi. Trong buổi hôm đó, anh khiêm tốn chia sẻ: "Thật ra thì lúc đầu tôi không muốn đứng đây vì công sức hoàn toàn thuộc về Linh. Từ ý tưởng MV cho đến lời nhạc, tôi chỉ phụ một chút thôi. Thế nên khi đứng trên đây tôi thấy không xứng. Đó là công sức hoàn toàn của Hoàng Thùy Linh và ca khúc rất Hoàng Thùy Linh luôn, đúng không ạ? Em xứng đáng và cảm ơn đã cho anh tham gia." Đáp lại những lời phát biểu chân thành từ đàn trai, Hoàng Thùy Linh nhận xét phần của anh Đen đã làm cho ca khúc này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Thực sự những điều Linh và anh Đen muốn nói đến chỉ là trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, kể cả hai anh em chúng tôi. Nhưng chuyện cũ thì bỏ qua, còn hiện tại và tương lai sẽ thật hạnh phúc và bình an. Khi ấy nữ ca sĩ đang vướng vào một nghi vấn chia tay cuộc tình lâu năm, do đó hai người họ cũng giữ khoảng cách, mặc dù vẫn dành những lời có cánh cho đối phương. Tuy vậy, họ hầu như không có tương tác với nhau trên mạng xã hội kể từ sau lần hợp tác đầu tiên ấy. Bẵng một thời gian cho đến tháng 8 năm 2022, cặp đôi xuất hiện trên họp báo ra mắt album Linh của nữ ca sĩ. Denville không dự thảm đỏ mà đến sau và ngồi vào một vị trí kín đáo để âm thầm quan sát. Khi được Hoàng Thùy Linh mời lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn, thì Denville mới lộ diện. Trên sân khấu anh đứng ở rìa ngoài cùng và ánh mắt hướng về phía Hoàng Thùy Linh. Lúc này những tin đồn về mối quan hệ của họ bắt đầu xuất hiện. Đến tháng 1 năm 2023, một thông tin gây sốc showbiz được rò rỉ nói rằng Hoàng Thùy Linh và Denville đã làm lễ ăn hỏi. Một người thân cận đề nghị giấu tên đã tiết lộ với một số tờ báo mạng rằng gia đình hai nghệ sĩ đã gặp mặt bàn bạc chuyện trăm năm ở quê nhà của nhà gái tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Một số phóng viên tìm về nơi này thì nhận được một số thông tin khá bất ngờ từ những người hàng xóm. Một người phụ nữ sinh sống gần nhà ông Hoàng Thanh Long, bố ruột của nữ ca sĩ, đã khẳng định: "Phải, chuẩn bị cưới rồi. Tôi không nhìn thấy cảnh đám hỏi, nhưng hôm nọ tôi sang phụ nấu ăn thì mợ dâu của Linh nói cho tôi biết." Nhắc đến Denville, người này chia sẻ thêm: "Phải, cưới Denville, tôi nói dối làm gì?" Đồng thời một người đàn ông gần đó chia sẻ thêm: "Đám hỏi ở dưới Hà Nội chứ không phải ở đây, diễn ra vào một tháng trước rồi. Không biết bao giờ cưới nhưng có ăn hỏi rồi."
Nguồn tin cho biết chính chú ruột của Hoàng Thùy Linh đã chia sẻ tin vui này. Các phóng viên còn cất công đến tận quê nhà của đàng trai thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để tìm hiểu tin tức liên quan. Căn nhà mới của nam rapper dành cho bố mẹ khá khang trang nhưng luôn đóng cửa, che rèm, chắc là để tránh sự chú ý của truyền thông. Tiếp cận với bác của Denver thì nhận được thông tin thú vị rằng anh cùng Hoàng Thùy Linh ra riêng sẽ cưới, đám sẽ tổ chức ở miền Nam, nơi họ đang sinh sống. Việt Nam rapper đến nhà Hoàng Thùy Linh dạo ngõ là hoàn toàn có thật. Khi những thông tin được lan truyền một cách chóng mặt thì cả hai nhân vật chính vẫn rất kín tiếng. Chỉ đến ngày 15 tháng 1, nam rapper mới có dòng trạng thái chia sẻ. Anh không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận tin đồn, Denver viết. Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và đời sống cá nhân bởi vì muốn đời sống âm nhạc của mình chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Còn hiện tại, Đen đang dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả. Cho đến tháng 3 năm 2023, khi tham dự một sự kiện, phóng viên đã hỏi Hoàng Thùy Linh về thông tin tổ chức lễ ăn hỏi. Nữ ca sĩ chỉ khẳng định rằng mình chỉ dồn sức cho công việc, không chia sẻ thông tin cá nhân. Mặc dù bị hỏi dồn, nhưng chủ nhân hết si tình, không thừa nhận gì cả. Ấy thế mà vào tháng 9 năm 2023, Hoàng Thùy Linh và Denver phát loạt tín hiệu yêu đương ngay trong concert. Đó là Vietnamese concert khi hai ngôi sao showbiz Việt thể hiện ca khúc mới Miền Đất Hứa. Lời bài hát như một màn đối đáp tình tứ giữa nam và nữ. Đặc biệt, Hoàng Thùy Linh liên tục lặp lại câu hát khiến khán giả cho rằng đây là cách cặp đôi ngầm công khai. Muốn thay anh về đây làm của riêng, gần bên nhau là em thấy vui, muốn theo chân người đi khắp nơi. Khi biểu diễn, cả hai đưa ánh mắt tình tứ và nở nụ cười hạnh phúc. Nam rapper còn có hành động chủ động cụm tay thân thiết với Hoàng Thùy Linh. Ngoài ra, khi cả hai đang hát trên màn hình, cũng xuất hiện nhiều hình ảnh cặp đôi trái tim để ngầm lan tỏa thông điệp tình yêu. Đó là hành động đánh dấu chủ quyền khá rõ ràng, tuy nhiên vẫn chưa ai trong số nhân vật chính lên tiếng khẳng định. Trong tâm thư sau concert này, chủ nhân hit để Mỹ nói cho mà nghe, lần nữa nhắc về hạnh phúc. Cô gái ngốc nghếch ngày nào đã tìm thấy hạnh phúc thực sự, cảm thấy tự do hơn bao giờ hết khi nhận ra rằng chỉ có tình yêu và lòng tốt mới có thể chế ngự được sự giận dữ bên trong chúng ta, khiến chúng ta dần trở thành một con người hoàn thiện. Hạnh phúc tuy cần phải đi tìm, nhưng đó cũng chính là xúc cảm ta nhận được từ mọi điều trong cuộc đời, mỗi giây, mỗi phút. Tuy cứ im im nhưng cặp đôi này lại liên tục làm cho các netizen đứng ngồi không yên. Cụ thể chỉ 2 tháng sau, Vietnamese Concert, Hoàng Thùy Linh và Denver một lần nữa tái xuất trong MV Miền Đất Hứa. Ca khúc được cho là ẩn ý về tình yêu của cả hai đã được trình diễn. Trong MV, Hoàng Thùy Linh và Denver được cho là đã hóa thân thành cặp đôi cô dâu chú rể trong một hôn lễ vô cùng bất thường. Khung cảnh cuối chính là hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Denver hai mắt giao nhau. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thành lời. Rồi sự xuất hiện của hai người một cách công khai đầu năm 2024 đã một lần nữa tái khẳng định mối quan hệ. Tuy nhiên có lẽ người nổi tiếng có cuộc sống rất khác so với người bình thường. Họ luôn bị rất nhiều ánh mắt chú ý theo dõi, đôi khi là hơi soi mói, khó có được cảm giác riêng tư chỉ dành cho mình. Vì vậy, những ngôi sao hàng đầu như Hoàng Thùy Linh, Denver luôn khao khát được ở bên nửa kia một cách yên bình, không bị quấy rầy. Bởi lẽ đó, cho nên họ luôn nỗ lực giữ kín thông tin về mối quan hệ. Hoàng Thùy Linh và Denver nếu như là một cặp thực sự thì quả thật rất đẹp đôi, vì cả hai người đều tài năng và đặc biệt Denver luôn được ca ngợi là chàng rapper có trái tim nhân ái, luôn tích cực trong các hoạt động cộng đồng, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Còn Hoàng Thùy Linh, đó là một ý chí vươn lên sau những vấp ngã tưởng chừng như phá tan cả sự nghiệp. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho hai người. Dù gì đi nữa, chúng ta cũng phải chờ đợi thông tin từ chính chủ xác nhận mới dám khẳng định. Còn bạn nghĩ như thế nào về tin đồn tình cảm của Hoàng Thùy Linh và Denver? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.